Lộc chỉ cho hello, xin chào cả nhà. Hôm nay tính đi chợ Tịnh Biên nhưng mà mới tới chợ An Hảo bị mưa nha cả nhà. Sẵn đây mình quay cho cả nhà xem chợ An Hảo luôn. Đây là chợ An Hảo ở dưới chân núi Cấm. Bây giờ là trời mưa, mình tạt vô đây luôn. Cả nhà theo mình xem chợ An Hảo nha. Cả nhà đi theo mình xem chợ An Hảo nha cả nhà. Bán gì mà hết sớm vậy? Bác chữa đậu nành hả? Hết sớm quá. Ngày bán được mấy nồi vậy? Hai nồi. Bán hai nồi. Rồi mọc như chị? Mọc 5.000. Mọc 5.000. Đầu chợ bước vô là gặp chị bán đậu nành nha cả nhà. Một nồi đậu xanh, một nồi đậu nành. Mưa đứng ngay giữa đường quá. Trời mưa rồi nha cả nhà, bây giờ mình đi thẳng vô nha cả nhà. Cũng như mấy chợ kia có những gian hàng bán trước nha cả nhà, bán bốc nốt nè, đặc sản của An Giang. Ồ, ở đây có bánh ống nữa nè. À, bây giờ cả nhà đi theo mình nha cả nhà, đi vào trong cái chợ Nhà Lồng phải không sao? Những gian hàng gạo mà sóc nha cả nhà, gạo của bảy núi ăn ngon đó. Thơm, rất là thơm. Bữa nay lên YouTube đi. Gạo này là gạo miền núi đặc sản luôn nha. Dạ. Ôi trời ơi, anh có bánh nhân kho ra cái kho đúng cách đó. Anh có bánh nhân kho. Gian hàng bánh này kia. Xe này xe gì chứ? Xe sôi nước. Xe sôi nước. Xe nhỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuối này, con sáp này. Nhưng cái không gian trước là bóng cháy với lại thức ăn nha cả nhà, đồ ăn sáng này kia. Rồi nó có hai ngăn. Cụ đang ăn cái món gì vậy? Đang ăn. Nói gì vậy? Ăn hảo. Cá. Xào. Cũng thích xào ha. Cá. Rồi cô người địa phương đây hay là khách tới tham quan? Ở đây con Mã cũng quay được tốt nhất trên Tấn Dũng đồ nhiều lắm. À dạ. Dạ. Con Năm Thảo. Con Năm Thảo ở núi Cấm. Nước mặt lên chị. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Cô ăn sáng ngon miệng nha. Đây là chỗ bào dừa để bán nha các bạn. Đây là những cái mộng dừa. Ai muốn ăn mộng dừa thì tới chỗ nào dừa nha. Muốn ông mộng dừa nhiều thì tới cái người bán dừa. Dạ. Và chợ ăn hảo thì nó có hai không gian nha cả nhà. Không gian sau là thịt cá, không gian thịt cá này kia. Mình chỉ quay sơ ngang cho cả nhà xem thôi. Còn không gian ở phía trước là rau củ quả, rau củ quả bánh trái. Dạ. Dạ, kênh của em là Lộc Chi Tôn. Hả? Kênh YouTube của em là Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn, Lộc Chi Tôn mà. Dễ nhớ. À, biết sao đặng ra. Rất dễ nhớ. Lộc Tài đó, Tài Lộc đó. Rồi nguyên cái không gian này là lên với tụi bay hết á. Tiếu mì nha cả nhà. Hả? Sao chị? Nó bún hủ tiếu mì. Nè quay ông bán cái xào em nè. Bắt ông đi luôn. Đây. Dạ. Đây cô này đặng gửi gì bác? Dạ kênh của em làm về chuyên đề đó chị. Dạ dạ chuyên về chạy Vĩnh Trung chưa? Dạ chưa em chuyên về từ thiện. Dạ chạy Vĩnh Trung đi, gia đình đó có 2-3 người bị tàn tật luôn á cưng. Dạ. Hai ba người luôn thì bên cái mảng đó mà vậy đó hả? Cứ vô Vĩnh về từ thiện. Vô Vĩnh Trung mà hỏi người ta nhà từ nhà mà cái người mà coi cho trong gia đình mà có 3-4 người tàn tật luôn á. Dạ. Cưng vô Vĩnh Trung đó đi cưng hỏi đi là tao chỉ vô rồi. Dạ. Dắt vô rồi. Dạ, dạ, dạ. Có tiếng luôn đó mấy người đó cũng đi nước ngoài này nọ ở nước ngoài tao vô tao quay dữ lắm luôn á. Dạ, dạ. Vậy em có hỗ trợ có mấy em ở Chi Lăng với lại ở trong Ba Xoài kia đó. Một người mẹ mà đẻ ra 3 người con tàn tật luôn ở trước nhà chị luôn á. Dạ, ở Vĩnh Trung á. Dạ, dạ. Rồi cưng có vô cưng hỏi. Dạ. Cưng vô hỏi cưng nói nhà có út ép trai ở đâu, vừa ép trai ở đâu là ta chỉ vô đi ha. Rồi cưng vô đó đi rồi chị dắt qua bên kia cho cưng quay. Dạ. Nghiệp ta lắm ta. Cũng như mẹ là 80 mấy tuổi rồi. Dạ. Mà nuôi 3 người con á, bây giờ chết một người còn 2 người. Dạ. Thì vậy đi ha, cưng vô đi ha, chạy Vĩnh Trung nha. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cưng nhiều. Dạ. Rồi chị vô kênh của em chị xem đi, Lộc Chi Tôn. Rồi em cũng có làm từ thiện không ạ? Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Mình chỉ là cầu nối thôi. Cũng như là em là người giới thiệu cầu nối cho mình đồng hương ủng hộ thì được thì ủng hộ. Vậy nha, cảm ơn cưng nhiều nha. Dạ. Uống một ly đi cưng. Dạ em muốn rồi để em. Dạ anh đây. Cảm ơn chị nha. Dạ. Cái bánh này bánh gì em à? Bánh uống lá chè nước cho chứ. Bánh bánh uống lá chè nước cho. Bánh nước nước cho. Nước cho. Dạ. Bán sao em? Bán
chục 20 ngàn chút. Chục 20 ngàn. Dạ, 10 cái. Rồi, bán 10 cái đi. Hôm qua thì bánh ít, bánh cái bánh kia nó không có nhân. Anh mua ở chợ... Này, cái nhân này. Hôm qua mua ở chợ Cô Tô á, không có nhân. Vậy là có nhiên ăn bánh này. Dạ. Rồi em bán ở đây lâu chưa? Đã lâu rồi, gần 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Nhà ở gần đây không? Nhà ở cầu Cây Me dưới. Cầu Cây Me dưới? Dạ, chợ Chi Tôm á. Ồ vậy hả? Dạ. Ủa, chợ Chi Tôm là sao? Ở Cây Me làm sao? Cây me dưới, cây me trên làm sao? Cây me dưới này nè. Ngồi trong xó. Chạy lên đây tới đây bán. Dạ, chạy lên đây bán. Cảm ơn anh nha. Anh đi nha. Mua bán vé số. Biết gì già vé đi con. Khách lạ lạ là những khách người ta đi biến núi người ta xuống đây đi chợ luôn ha chị. Đẹp quá, im được. Cô đội cái khăn đẹp quá. Sạch. 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 Dạ. Thôi mà cái lối này mình đi không được, mình đi vô lối này luôn nha cả nhà. Đi vô hàng rau củ quả. Này là bơ núi Cấm nè. Đặc sản của bơ núi Cấm phải không chị? Dạ, bơ núi Cấm, đậu núi Cấm. Ồ. Đây là đây là mùa bơ á. Đây là mùa bơ đặc sản của vùng bảy núi. Và đặc biệt là bơ trên núi nha. Bơ sáp hả chị? À, bơ sáp luôn. Rồi đậu que trên núi luôn nè. Cô sáng giờ bán được chưa? Bán được rồi con. Bán được, có bán được rồi ha. À. Vậy vậy nhiêu ký cô? À, bơ thì 20, còn đậu que 25. Ờ, bơ có 20 ngàn ký thôi. Dạ, 20. Rồi con hỏi để cho khán giả biết cái giá ở trong chợ như thế nào. Bơ này bơ nước Cấm luôn à. Dạ, cảm ơn cô. Bơ núi Cấm nha, cái nhà có 20 ngàn một ký thôi. Rồi mình đi qua bên đây thử coi xem sao như thế nào. Cái này dừa hấu, chuối. Cái này mời nhà. Cái này không à. Mới tay. Rồi. Giờ đi sáng, giờ trở lại giờ. Tiếp theo là hình như là rau củ quả trái cây này kia nhiều cả nhà ơi, tại vì ở gần chùa gần núi cho nên bán rau củ quả nhiều hơn. Củ quả trái cây nhiều hơn thì bán rau vui vẻ quá. Chị người dân tộc hay là người dạ, người kinh? Người dân tộc ha. Ô chị người dân tộc anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Vui vẻ quá. Thank you.
như mình nhìn thấy là rau củ quả là nhiều nha cả nhà, rau củ quả rất là nhiều, nhìn là rau củ quả nhiều hơn cá thịt. Nếu mà đi hết là hơi bị lâu quá nha cả nhà. Bây giờ không biết mình đi hướng nào đây. Thôi giờ mình đi hướng này đi. Hình như là rau củ quả không nha cả nhà. Đa số như là chiếm chiếm 70% rau củ quả. Đi bán một ngày vậy được bao nhiêu ký rau? Là nay được 3 ký, 3 ký vậy đó. Ngày 3 4 ký thôi hả? Dạ, bán được 300 lắm. À, rau muốn vào bán hơi chậm ha. Dạ, rồi, hôm nay bán được 2 ký, 3 ký lắm. Rồi bán ký rau vậy được nhiêu tiền? 1 ký 20, 1 ký 10 ngàn. 10 ngàn. Rau muống vào thì 20 ngàn. Dạ. Rồi rau muống mà chưa vào thì 10 ngàn. Dạ. Còn lại tất cả đều là 10 ngàn. Dạ. Cái nào cũng 10 ngàn một ký. Dạ dạ dạ. Mà bán thì bị chậm lắm, ngày bán có 3-4 ký rồi nha cả nhà. Dạ dạ. À, cuộc sống cũng hơi rồi, bị khó à. Ngày bán 2-3 ngày nó hết vốn luôn. Rồi bán 2-3 ngày hết vốn luôn. Hết dạ luôn. Đúng rồi, bán 2-3 ngày là hết vốn luôn rồi cả nhà. Dạ. Cao lắm là 50-60 ngàn một ngày, bán 2-3 ngày thôi là hết vốn luôn rồi. Dạ. Cô Ní ơi. Dạ dạ. Hảo đồng bào đây vui tánh quá, ai cũng gặp là vui cười. Vui lắm. Dạ. Đông người á. Đa số là rau củ quả nhiều hơn nha cả nhà. Mình đi qua đây cái con nha, thấy có hai cụ Nguyễn Thành, hai cụ Nguyễn Thành mấy hả? 30 chị dữ hả? Sao nay 20 nè chị, tôi lựa đầu đó ra đó, đầu đó nó mà tôi rửa ra đó. Đa số là đồ rau củ quả tương chay nhiều hơn nha cả nhà. Có hai cụ sắc ở đây này. Đừng giật mình. ý là cậu nói là không có cho quay nữa hả con, không có chụp hình nữa phải không? Ô Cun ý ơi. Dạ. Ô Cun. Cầm man nhớ. Cũng thấy cái máy hơi hiền lạ quá, cũng không có quay. Ruột ngay ngay, vô đây hết nha. Quá ruột ngay thôi. Đó, to rồi ta mới. Lấy mẹ đi bán ở Mỹ. Lấy hình đi.
cụ nói vậy hả? Nhọn chơi á. Dạ dạ. Nó chơi. Lấy hình đi bán mày. Rồi, vui vẻ quá. Con cô nãy chơi. Nó chơi con nè. Dạ dạ, con biết mà. Qua đối này nữa nha các nhà, không gian khá là rộng luôn nha các nhà. Đào Bình Bác, tám chị, Đào Bình Bác, đào là đào thiên nhiên, hái thiên nhiên luôn nha các nhà. Yeah.
dưới chân núi Cấm cho nên bông hoa cũng khá là nhiều nha cả nhà. Hoa quả luôn. Cây để là cũng thật luôn nha cả nhà. Cây bông này mình đi mặt sau. Thôi bây giờ mình đi ra luôn nha cả nhà. Sẽ hết mưa rồi. Sẽ hết mưa rồi, bây giờ mình đi qua Tịnh Biên. Mình đi qua chợ Tịnh Biên nha cả nhà. Và đây là chợ An Hảo của dưới chân núi Cấm. Cái bảng thì nằm sâu dưới trong nha cả nhà. Đây là chợ An Hảo nằm dưới chân núi Cấm nha cả nhà. Phía sau núi Cấm thì mình thấy là mây rất là đẹp nha cả nhà. Bây giờ mình bay lên cho cả nhà xem mây ở núi Cấm nha. Sau cơn mưa có đám mây rất là đẹp luôn. Bán cái gì mà hết sớm vậy? Đi luôn rồi. Đây là chợ núi Cấm, chợ An Hảo. Và bên hông chợ An Hảo có một cái lối đi vào núi Cấm luôn nha cả nhà. Núi Cấm hôm nay mây trời rất là đẹp nha cả nhà. Đây là nguyên cái dãy núi Cấm luôn. Con đường này dẫn đi vào cổng của núi Cấm nha cả nhà. Bên hông chợ An Hảo thì có cái con đường đi vào núi Cấm để lên đi lên chùa. Rồi.